Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Sĩ Kẹo Shop.com. Ngày hôm nay rảnh rỗi thì làm video tặng ác cho anh em chơi nha. Hiện tại thì cái shop ác của mình có bán những cái loại game Free Fire, Liên Quân, thử vận may cũng như là vòng quay may mắn nữa. Anh em hãy vào để thử vận may luôn nào mọi người ơi. Được rồi mọi người. Hôm nay thì mình nghĩ là sẽ tặng 3 cái ác thử vận may 50k để cho anh em chơi nha. Bạn nào nhanh tay vào trước thì sẽ được nhé. Đấy, shop mình đang bán cực kỳ là nhiều ác luôn. Không lo thiếu ác để cho anh em mua nha. Anh em có thể thấy là kéo mãi mới hết nè. Ok, mình sẽ mua cái ác 19980 này. Hôm nay lựa đại 3 cái ác mua tặng cho anh em luôn này. Ok, mua ngay luôn nhỉ. Xác nhận mua này. Mình sẽ mua thêm cái ác 19735 này nữa này. Ok, mua luôn và không cần phải nói nhiều. Ok nè. Mua luôn và sao phải ngại phải không anh em? Như vậy là đã mua tài khoản thành công. Anh em hãy vào cái trang cá nhân của anh em. Và đây mình sẽ vào mục tài khoản đã mua. Ok, các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục check thông tin thôi. Mọi thứ rất là đơn giản. Thì nó sẽ có tài khoản cũng như là mật khẩu để cho anh em đăng nhập nhá. Bạn nào nhanh tay trước thì được nha. Đây là cái ác đầu tiên này. Đó, anh em kéo và copy thôi. Tài khoản với lại mật khẩu thì cũng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ show cái ác tiếp theo luôn nha anh em. Bạn nào nhanh tay đăng nhập trước thì sẽ được nhé. Đăng nhập xong anh em nhớ đổ mật khẩu luôn nha. Được rồi mọi người. Và đây chính là cái ác đầu tiên mình mua đây. Đó, tài khoản mật khẩu. Thì mình sẽ thử xem nhá. Hôm nay với tỷ lệ là anh em mua 3 ác, anh em sẽ có bao nhiêu phần trăm trúng nick VIP nha. Ok này. Cái này là tài khoản nha anh em. Xíu mình nhập thêm cái phần mật khẩu nữa là ok. Có tài khoản, có mật khẩu anh em vào đăng nhập. Quan trọng là nick có VIP hay không thôi anh em. Đăng nhập luôn nhé. Tiếp tục này. Uầy, 3.000 kim cương luôn. Đù đậu xanh, mua cái ác của 50k trúng luôn 3.000 kim cương. Nó phải tương đương với 500k anh em ơi. Được rồi mọi người. Hiện tại cái ác này ID đó là 118721682 và đang ở rank bạch kim 1 nha mọi người ơi. Hiện tại thì cái ác này có một số nhân vật cơ bản thôi. Đó, bên dưới thì vẫn còn thiếu rất là nhiều mọi người nhá. Nói chung thì khá là ngon. Cái điều quan trọng là bây giờ anh em xem tủ đồ này. Về cái bộ nhân vật nam thì mình thấy là đồ cơ bản thôi anh em này. Có cái bộ trang phục này. Ui, khá là chất. Bộ trang phục kẻ thanh trừng mọi người nhá. Cái bộ này chiến binh rừng xanh thì nó bình thường thôi anh em nhưng mà cũng được. Rồi ok. Và các bạn chờ xíu nhá. Đấy, mình lướt qua xem còn cái bộ trang phục nào ngon nữa hay không. Bên dưới này thì hết mất tiêu rồi anh em ơi. Có một cái quần cowboy hiện đại hình như là nam và nữ đều mặc được. Để xem nốt set đồ của bên nữ xem là cái ác này có gì ta. Đây anh em có thể theo dõi nhá, mình kéo đồ cho anh em xem này. Xem có đồ gì ngon không thì mình cho anh em xem. Đây có cái bộ sứ giả tử thần. Cái này trong thẻ vực cực cũng như là cái bộ cyborg nữa anh em ơi. Cái này là bộ đặc nhiệm công nghệ nhá. Trông cũng khá là chất anh em ơi. Chất chơi người rơi. Được rồi. Đồ bên dưới thì đây rồi. Và có hai bộ đồ. Đó. Anh em thấy chưa? Có hai set đồ liền nhá. Đây chúng ta xem lần lượt từng mục luôn. Wow, cái ác này hơi cùi xíu. Trợ thủ thì chỉ có mỗi mèo mèo thôi anh em ơi. Mèo mèo đã mắc cấp rồi nha anh em. Còn mấy cái trợ thủ mới thì cái ác này nó không có anh em ơi. Rồi ok. Sưu tập đây là những cái nền nha anh em. Đây là ảnh logo đại diện này. Ba lô này. Đó, show hết ba lô cho anh em xem, có ba lô kim cương này. Trông khá chất lượng. Được rồi mọi người. Dù lựa thì cực kỳ là nhiều luôn. Và lướt là cũng như vậy luôn. Vũ khí thì chúng ta có skin M4A1 tử thần này. Skin UMP Boja này. Chất lượng này MP5 màu hồng này. Skin này có cả 3 skin cơ. Đủ. Anh em thấy chất lượng chưa? Goza có Goza Giáng sinh nhá. SKS tử thần này. K98 mắt Pharaoh này. M79 Titan này. Lựu đạn thì mình thấy là có quả lựu đạn quà sinh nhật 2 năm Free Fire. Chất lượng anh em ơi. Phương tiện thì nó chỉ có mỗi skin xe máy thôi anh em ơi. Hành động có một vài hành động cơ bản. Đó, với 50k mà anh em có được ác này thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được. Nhưng mà nói chung là đồ cũng ngon. Có 3069 kim cương. Mình nhớ là đây có skin P90 bóng ma mới ra này. Không máu nè mọi người. Hôm nay mình quay xem nào. Ồ, chúng M4A1 hàn băng vĩnh viễn nè. Skin này trông cũng chất lượng anh em ơi. Uầy, phá mắt hàn băng luôn, trúng luôn.
P90 thì toàn trúng đồ ngày, đậu xanh. Ôi anh em ơi, tôi thấy tiền hao rất là nhanh đấy. Anh em mở 10 lượt tiền hao nhanh lắm anh em ơi. Ok, mở từng lượt một thôi. Rồi ok nè. Và ở đây thì mình sẽ nhận cái quà thêm đã nha mọi người. Đây, đó, nhận thêm mấy cái quà thêm ở bên hông này. Rồi ok, có một số vé quay miễn phí nha. Lại nào anh em. Ui, đậu xanh. Đậu xanh luôn này, chưa trúng P90 bóng ma này. Ui, xót tiền thế anh em ơi. Toàn quay vé một lần thôi. Wow, yes, tuyệt vời. Wow. Yes anh em ơi, trúng cái P90 bóng ma này. Đù, chất lượng nó ngon vãi trưởng anh em ơi, tôi thề luôn này. Cuối cùng cũng đã trúng P90 bóng ma rồi nha. La 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 la. Trúng rồi, vui quá anh em ơi. À, có cái nhận thưởng này. Ok, quay luôn vé chùa mà anh em quay luôn nhỉ. Đây, mình nghe nói là có ba lô mới nhá. Ba lô lời nguyện nhện này. Ơ đậu xanh, lời nguyện nhện. Nó ghi sai dấu này. Chất lượng 279 kim cương. Mua luôn anh em, trang bị nhanh luôn nhỉ. Sao phải ngại nhở. Ui, có ba lô đẹp ghê vậy. Sưu tập này. À, mình sẽ xem cái skin vũ khí này mọi người. Đây, mấy cái súng vừa trúng đi nhá. M451 hàn băng này. Đẹp chưa anh em. Và đây anh em kéo xuống bên dưới xíu nha mọi người. Ở dưới chúng ta có skin pha mát hàn băng luôn nhá. Đủ. Nó lại ngon quá nhỉ anh em. Và đây là P90 này. P90 bóng ma luôn, khẩu súng mà mình đặc biệt quay trong ngày hôm nay và hy vọng là chúng này. Ui, nhìn ngầu vãi trưởng hơn các ông luôn, tôi thề luôn. Bỏ tiền ra mua cái khẩu P90 này, bỏ tiền ra để quay nó, không hề phí phạm chút nào. Anh em hãy nhớ vào sikeosop.com để mua ác và cơ hội trúng nick vip nha anh em, bye bye.